Lên đây thấy ruộng đất trên này thấy đất tốt không? Tốt à, thấy đất tốt, đất trên này tốt hơn Phan Rang hả? Dạ, đất Phan Rang nắng. À, thích ha. Đi làm vậy cháu có ước mơ là coi như là một ngày gần đây trong tương lai là coi như là mình tìm việc khác mình làm không? Có chứ. Dạ. Cháu mơ ước cháu làm là ngày gì? Đó, bà con đang thu hoạch đậu phụng này. Đậu phụng rất là tốt. Nhưng có cái là đậu phụng này có cái hay là ảnh nó tốt, thường là tốt tốt cây quá đó, thì là nó là ít trái, nhưng mà đây cũng đỡ, đây là tốt cây nhưng mà cũng có trái chứ không nên nổi. Đây mình nhìn thấy là đây tốt cây, cái đậu phụng này mình thấy cây tốt quá, nó cao quá, nhưng mà điều thực tế là trái cũng có đây phải không anh? Đúng rồi, củ đúng cũng rồi. Có đây chứ không nên nổi đâu. Dạ, hả dạ. À, nó cũng chắc củ và trái cũng nhiều anh à. À, trái cũng nhiều quá anh. Dạ. Anh cho mình coi thử coi. Dạ. À, anh vũ hết coi, anh vũ hết vũ kỹ coi coi. Ừ. Coi rồi anh đưa mình coi cái chùm củ của nó coi. Đó, chùm củ, hai gom hai cái chùm củ lại với nhau coi. Đấy, cái đây là đậu phụng đó. Đậu phụng Đức Trọng đó, đẹp không? Ngày mình lặt được bao nhiêu, khoảng một tạ không? Thì nói chung đậu nhỏ mình lặt thì ngày được một tạ anh ơi. Dạ. À, à, thì cũng được. À, mình đẹp á thì mới được nha, còn đậu mà không đẹp á thì được có mấy chục ký thôi. À, đậu không đẹp là mấy chục ký thôi hả? À. Dạ, mình chuyên đi nhổ đậu khoáng cho chủ đây hả? Dạ dạ, cho người buôn á. À, cho người buôn. À, cho Dũng Tường á. Dũng Tường hả? Dũng Tường ở Tân Hội hay sao? À, Dũng Tường ở Đức Trọng. À, buôn đậu phụng. À, Dũng Tường ở Đức Trọng mua đậu phụng. Anh là chuyên đi mua đậu phụng hả? Đậu phụng bắp ngọt các loại. À, bắp Ủa ngọt hả? À. À, hồi xưa nhà mình cũng trồng đậu phụng. Dạ. Trồng đậu phụng từ cái mà ngày mới giải phóng á. Ôi trời. Cái đất Đức Trọng này mình trồng đậu phụng nhiều lắm rồi. Mỗi là cái mùa thu đậu phụng này là mình phải biết là à, nó mệt gì đâu mà mệt luôn. Quần đây nhìn thấy anh em làm không? Nặng lắm. Nhổ nặng lắm chứ không phải nhổ nhẹ đâu á. Trái nè anh thấy không? À, trái. Đây là trái quá chừng luôn. Trái à, đó. Đậu phụng ba con trồng bây giờ. À. Đó. Đây nè. Đây trái đậu phụng nè. Đó. Này ba con thấy không? Nhìn hay chưa? Đó. Đậu phụng nó nhổ lên một cái rực cái nặng, nhưng có điều là nhiều củ lắm. À. Bên này nó ngã nó hơi bị khó nhổ tới. À. Nếu mà nó thẳng á, nhìn cái tay nhổ phanh phát à. Đúng rồi. Mà nhổ cái tay nó cũng đẹp nữa, ra bùa đậu nó cũng đẹp nữa. Nhỏ này mà cũng giống như là nhỏ bung 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 đất là giống như là mình xới đất một lần luôn á, chứ không nha, hay không nha. Với cái chất lượng đậu hiện tại là như thế này, cây thì rất là tốt đây. Rồi củ thì cũng có. Với lại theo anh là coi như là sản lượng này là được bao nhiêu tạ trên một sào? Cái này là phải trên 1 tấn trên 1 sào. À, trên 1 tấn tức là trên 1.000 mét vuông. À, trên 1.000 mét vuông. Trên 1 tấn trên 1.000 mét vuông. À. Dạ, cái diện tích này mình trồng được mấy sào đấy ta? Diện tích này là tổng quát thì trên dưới phải 1 mẫu 2. À, trên này 1 mẫu 2 hả? 1 mẫu 2. À, là phải được tầm 14-15 tấn. Đúng rồi. Yeah. Mình nghĩ cái hàng này là có thể phơi lại rồi các thứ để mấy ngày sau bán cũng được nè. Không, cái hàng này hàng tươi để qua ngày hôm sau á là nó úa. Chừng nó thối ra rồi hàng nó lại xấu hàng. À, hàng này là hàng bán tươi luôn để ăn tươi. Đậu phụng là mình trồng mấy tháng là mình thu hoạch á, từ cái lúc mà mình nó mình chung với giao mùa mình tỉa xong bắt đầu đến mùa của nó hoạt. Tệ gì cũng phải tầm cái giá là 3 tháng rưỡi. À, 3 tháng rưỡi bắt đầu thu hoạch. Nó không đúng thời tiết của nó, như cái vườn này là tính ra là 5 tháng nè,
Ồ, 5 tháng với thu được đây hả? 5 tháng nè, đây, đây, đây. Ôi trời, nó nằm dữ hả? À, 5 tháng đây. Vậy là tưới đã đời luôn hả? Tưới, cũng nhờ ông trời, năm nay ông mưa sớm á. Dạ. À, mình cũng đỡ tưới. Dạ. À. Bây giờ nhìn thấy đất cứ mềm nè, mấy nay chắc không cần phải tưới nữa hả? Đúng rồi, ngày hôm qua đây mưa to mà. À, dạ. Dạ, cũng đỡ. Rồi, mình cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ. Rồi, rồi. Đậu giờ này là 5 giờ chiều rồi đó bà con. Dạ. 5 giờ chiều rồi mà mấy em vẫn còn thu hoạch đây, vẫn ra sức thu hoạch đây. Thu xong đậu, thu xong rồi bắt đầu là bỏ vô bao, giờ là cứ chở ra ngoài xe cho chủ cân rồi giao, còn chủ đi đâu thì mình không biết. Đây, sáng giờ chở thì thu hoạch thì chở đi hết rồi. Đó, cái bao đậu đó, ha, phải không ha? Ừ, bao đậu đó. Đây là đậu phụng của Đức Trọng. Xong rồi bắt đầu nhổ xong rồi anh em mình ngồi lặt đấy hả? Hả? Cả ngày á. Cả ngày hả? Ừ. Ừ. Ăn uống là ăn xong làm liền á. Ăn xong làm liền hả? Ừ. Làm khoáng hả? Là một ngày được tạ không? Ngày được tạ hả? À, ngày được tạ hả? Ừ. Ngày được tạ 400 ngàn. Ừ. Ngày làm cả ngày luôn á, bỏ ăn luôn á. À, dạ hả? Sao chủ đâu mà mấy anh làm không? Dạ không thấy chủ đâu hết hả? Chiều á là chủ cho xe vô thôi. À, chiều chủ cho xe. À, hồi nãy chủ để cái xe bán tạ, cái xe tải nhỏ đứng ngoài kia đó phải không? Đúng rồi, bốc hàng đâu, đi cái này á. À, hồi nãy bốc hàng đi rồi hả? Đi rồi. Rồi bây giờ bắt đầu anh em vô làm tiếp. Lật tiếp xong rồi bắt ra đó. À. Xe mới vô được. Ừ. Đây là ngày là đậu phụng mình làm là bây giờ dân mình á, bà con mình vẫn làm thủ công lắm, tức là nhổ lên, nhổ bằng tay rồi ngồi vặt cái vậy nè, đó, vặt hết ra rồi mới sàng sải cho nó sạch đất tí xíu, cho nó nhẹ chút, rồi bắt đầu là vô bao mới chở đi. Đây, đậu phụng ở đây, ở Đức Trọng, mình trồng khi nhổ lên, quá trình nhổ lên đất nhiều lắm. Đất đỏ nè, như đất đỏ nhưng mà đều là đất cũng mềm, thành ra nhổ ra lên nó cũng dễ. Nó có cái đuôi chuột này nó hơi cứng ở dưới nè, thành ra nhổ hơi nặng. Nhưng mà nhổ lên đẹp lắm, cái chùm này, toàn là, nhìn thấy không, toàn là hạt không ha. Đây mình gọi hạt cũng được, mình gọi bằng củ cũng được. Đây anh em mình, bà con với Đức Trọng đi làm, mình đi làm khoáng phải không ha? Dạ đúng rồi. À, mình làm khoáng hả? Khoáng là mình bẻ là bao nhiêu cho một tạ đây? 5.000 một ký. 5.000 một ký. Tạ 500. À, một tạ 500. Có lúc là 400, có lúc 500 ha. Đúng rồi, tùy theo đậu. À, tùy theo đậu. Mà đậu này sao nó trồng tốt ghê ha. Cái cây tốt phải không? Đất tốt quá. Đậu phụng mà đất tốt quá cũng không có tốt đâu. Đó, cây tốt. Ừ, cây nó tốt. Củ nó dễ bị lát. Ít củ. Nhưng mà mình thấy cái vườn này là lại có củ đó. Không nên nổi ít. Hả? Chỗ này vẫn nhiều hơn trong. À, nhiều hơn phía cái đám kia hả? Mình thấy cái đám này nhiều hơn đám kia hả? Nhiều củ hơn. Rồi, mình cảm ơn ngang. Quay con này ra. Nè, củ đậu đã lắm rồi. Đẹp lắm rồi bà con. Đây là đậu phụng Đức Trọng.
Đám này trong này chắc là 2 sao ha. Vạc này 2 sao. Khu vực này là khu vực vườn cà phê. Lô cà phê của bà Tâm hồi xưa đây. À bà Tâm. Cà phê bà Tâm phía trong kia Gia Chánh đó là cà phê Gia Chánh. Còn phía ngoài này tí là cà phê ông Trưởng. Ba cái đồn điền cà phê liên tục với nhau. Sau này sau ngày giải phóng là nhà nước quản lý một thời gian, rồi khai thác một thời gian xong rồi bắt đầu là phá hết cà phê. Trong cái giai đoạn cà phê nó cám phá hết cà phê. Thế là nông trường giao cho bà con mỗi người một ít đi để làm. Bây giờ thì không biết ai làm đám này. Nhưng mà cái này là mình rành luôn, tại vì hồi thời xưa mình ở đây mà. Mình ở đây mình ăn học đây, giải phóng về từ Đà Lạt mình xuống đây mình ăn học. Ở đây thì bạn biết đây đậu đã chưa và còn thấy đậu sướng chưa, đậu cũng chắc lắm á, đậu chắc lắm, đậu này chắc, đậu này được. Có cũ lắm nè, cũng được cái gì hả chị, con ở Tùng Nghĩa này ha. Dạ. Hàng năm ở dưới Đức Trọng mình đây là cái sản lượng mà đậu phụng cũng rất là cao, cái diện tích bà con mình trồng đậu phụng rất là lớn. Tại vì cái đất này đất nó phù hợp với đậu phụng, rất là phù hợp với đậu phụng. Nó đất nó cũng vừa tơi vừa phin. À mà vừa thịt. Bởi vậy cho nên là nó cũng đủ độ chắc mà nó cũng đủ độ mềm nữa, mà nhỏ cái đậu cho dễ chứ không có tình trạng là phải cuốc. Cái đậu mà trồng nhiều nơi mà phải cuốc lên để mà thu hoạch thì nó rất là tốn công, hiệu quả nó sẽ không cao. Đậu này đậu Đức Trọng đây, mà nói chính xác ra nữa là coi như là Tùng Nghĩa đây. Đó, bà con đang chở đậu nè, trong vườn này chở đất nó lún nhưng mà vẫn chở quen mà nha, chở ra thấy không? Được bao nào là chở ra bao đó thôi. Đó. Đậu nó cuốn vô thấy không? Nhưng vẫn chở được hết. Năm mình nhổ xong rồi mình chở ra đâu cháu? À, à chở ra ngoài đường rồi ngay chỗ nhà đó là nhà của ai? Ô đẹp chưa kìa, trời ơi đậu đẹp lắm nè. Nhà xa đâu vào đây đâu biết nhà ai đâu. À vậy hả, mình ở xa là ở đâu lận? Trong Tân Thành. À trong Tân Thành hả? À nhà mấy bạn này là ở Tân Thành. Mình nhổ khoáng cho chủ thôi hả? À khoáng cho người mua. Hả? Khoán cho cái người mua của cái chủ vườn này. À khoán cho cái người mua cái vườn này. Quên đi, nhổ cho cái người mua của cái chủ vườn này. À bà buôn đấy. À mấy bà buôn hả? Dạ. Quanh năm. Đi quanh năm thôi. Năm suốt tháng. Quanh năm suốt tháng tức là họ mua tới vườn nào là họ kêu mình là mình nhổ. Dạ. Mình đi nhổ. Đâu có đậu thì là nhổ đó. À ở đâu có đậu là ở đó nhổ. Ừ. Mấy cái cây này nè, mấy cái này mà nó đứt lại nè, dưới đó có củ hết đây nè, đó thấy hạt thấy không, đây nè, đó đứt kia nè, đây là sắc nè, đó củ thấy không, đó đây nè, đó mấy cái này nè, đó củ thấy không, đây củ thấy không, đó nó cứng nó đứt á, chứ sao đúng rồi, đọc phải rơi vãi chứ, họ đi mình khoáng, mà đâu có đi lập được. Đúng rồi, chính xác. Lập từng hộp rồi bắt đầu là sản lượng đâu để mà tính tiền. Rồi chiều lấy gì ăn. Mình cũng làm cái kỹ càng lặt sạch trên cây đồ rồi thôi. À. Rơi vải thì mình là người Tân Thành là hồi xưa giờ ở Tân Thành luôn hả cháu? Dạ. À. Chồng ở đó. À. Về đó con. Lấy chồng về đó. Quê thì ở ngoài Nghệ An á. À cháu quê ngoài Nghệ An lần hả? À lấy chồng về Tân Thành lấy chồng. Vô đây đi
lập nghiệp. Lập nghiệp trong này, có chồng trong này ở đây luôn. Dạ. Được á. Chú cha đậu phụng này nó tốt, nhổ nó cũng nặng hả cháu hả? Tốt quá. À. Tốt quá, nhổ nó rối. Nhổ rối, cái cây nó cao, cái nó ngã luôn. Dạ. Cái đậu phụng này mà cái vàng nó thấp tí xíu nữa hay? Thấp chút nó nhổ sướng. À, thấp chút nó nhổ sướng. Mà nó sẽ sản lượng nó sẽ đạt hơn. Dạ. Ừ. Nó nuôi cũ đạt hơn. Ừ. Mình nhỏ đây, mình nhỏ đến mấy giờ mình nghỉ anh? Dạ. Mình làm đến mấy giờ mình nghỉ? Làm nếu mà cái cảnh thấy tối nghỉ, mưa nghỉ thôi. À, mưa nghỉ thôi chứ làm cho có sản lượng chứ ha. Dạ. Dạ. À, khi nào bà chủ vô bà chở là mình nghỉ. Ừ. Đây mình làm đây xong rốt đầu về Tân Thành nhanh mà. Gần anh có thường xuyên đi nhổ đậu vậy không? Đi làm quanh năm á mà. À, đậu này mình đi nhổ quanh năm hả? Ừ. Anh thấy cái vườn đậu này, cái sản lượng cái vườn đậu này so với những vườn đậu khác thì nó như thế nào anh? Nó cũng đậu này nói chung nó cũng hơi xấu. Đậu này hơi xấu hả? Tức là cái đậu thì tốt quá nhưng mà củ thì ít. Củ ít đúng rồi. Ừ, cái cây đậu thì tốt quá cho đến ngã luôn. Ngã luôn à. Ừ. À. Nói chung là đậu này phải xịt thuốc rồi phải chăm vô nhiều lắm. À. Mình nhìn thấy cái mình cũng đã từng trồng đậu phụng nhiều rồi, mình biết. Mình nhìn thấy cái vàng cây rồi mình nói rồi, cái này là nó hơi ít cũ rồi. Đúng rồi. À. Nếu mà bình thường một người á là một ngày làm phải được 3 rưỡi. À. À. Đậu đẹp. À. Đậu xấu là ngày người tạ thôi. Ngày người có tạ thôi hả? Ừ. Cái cây. Cây đậu thì rất đẹp nhưng mà củ thì ít, bởi vậy cho nên là sản lượng nó không có cao. Không có cao được, đúng rồi. Ừ. Tiếc là như vậy đó. Muốn cao thì... Cái vàng đậu phải thấp một tí xíu, cái cây tốt lắm. Và củ nó ra, nó cắm xuống thì nhìn thấy đẹp lắm. Đúng rồi, đẹp nhưng mà củ nó không có được bự á. À, củ không được bự, lép nhiều. Nhỏ nhỏ lép lép. Dày á. Đây, bà con nhìn thấy không nè. Đây, cái chân, những cái chân này nè. Tức là củ nó cắm xuống đó, nhưng mà số này là lép nhiều lắm, chỉ có chân sát dưới thì có nhiều thôi, chứ số này thì lép nhiều rồi, thấy không? Đó thấy không? Đó. Yeah. Những cái chân cắm xuống đây á là củ đậu đi á, thấy không? Nó lòi lên đó. Đó. Cái trong này thì nó mới chắc nè. Cái trong sát gốc thì nó mới chắc ha. Nói chung là cái này nó dày quá, củ nó bị đậu bên nhiều á. Dạ. Không đủ. Dạ. Củ đậu củ nhỏ nhỏ nhiều, nó không được lớn. Nó dày quá đó. Dày quá. Trồng dày quá hả? À. Bốn bao đó là được chưa khoảng 2 tạ chứ mấy. Bốn bao á hả? Ừ. Đâu, 4 là 2 tạ là chết luôn á. Ừ, 4 bao đó được bao nhiêu rồi? 4 bao là 2 tạ 4 rồi đó. À, 2 tạ 4 rồi hả? Đâu, cho 1 ký mà. Dạ. Yeah. Làm ngày thì kiếm được. 5-600. Cố gắng làm ngày được 5-600 cũng được. Rồi làm khoáng mình mà cứ bỏ công sức ra, mình làm hết mình. Đó. Thế sao? Mình làm hết mình. Đẹp chưa? Đúng rồi. Ngày có 8 tiếng, mình ngày 10 mấy tiếng. Mười mấy tiếng luôn. 7 giờ sáng đây, bà con đó. Cũng nhiều lắm. Cũng nhiều. Nhưng mà nếu mà cái vàng nó thấp nhỏ tí xíu, vàng thấp tí xíu thì nó rất là đạt. Đây, cái vàng cao quá nó ngã, mà nó ngã là ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái hạt đậu. Khi nó ngã là hạt đậu nó hơi lép, nó không có no tròn, không có cứng.
nhưng mà không được đạt lắm. Rồi mình cảm ơn anh ngang. Rồi. Mình xin phép đi xuống dưới kia làm khúc dưới kia nữa. Dạ. Chiều hôm nay mây Đức Trọng mây dày không? Mây đang nặng trịch nhưng mà mưa xa chứ mưa không có mưa gần đây. Đáng lẽ mấy cái đám mây này là mưa hết rồi nè. Nhưng mà khả năng nếu mà bây giờ lặng lặng gió thì tối nó sẽ mưa, nhưng mà không mưa to. Sẽ mưa nhỏ. Mặc dù là mây đen, rất đen nhưng mà mưa nhỏ. Đây cũng có một cháu người gì cháu? Người Chăm hả? Người Chăm Phan Rang hả? Ở vùng nào Phan Rang đây? Hả? Phước Nhơn hả? Phước Nhơn Phan Rang. À, rồi mình ở đâu? Ở trọ. À, mình ở trọ rồi mình ở làm khoáng trên này. Khi nào mà khi nào mà buồn nhớ nhà thì đi về nhà thôi hả? Dạ. Lên một mình hay lên với gia đình nữa? Lên với gia đình. À dạ hả? À, gia đình mình ở đâu? Ở trọ. Rồi hôm nay có đi làm cùng với mình đây không? Có. À vậy hả? Đâu mấy người ở đâu? Bên kia. À làm ở dưới kia hả? Cháu tên gì đây? Cháu tên Quang. À, một ngày cháu lạc được khối lượng khoảng bao nhiêu? Dạ, 30 ký. Cái gì mà 30 ký thôi? À, đừng có xạo nghe nói một tạ rưỡi luôn á ngang. Làm nhanh tay như vậy mình vỗ khỏe như vậy. Hả? Hả? Dạ. Cháu làm được ngày được tạ mấy? Dạ, tầm tạ thôi. À, tầm tạ thôi. Dạ. Là cháu còn đi học không? Dạ, con nghỉ rồi. À, nghỉ rồi hả? Hồi xưa học được lớp mấy rồi nghỉ cho? Dạ, con học lớp 7. À, học lớp 7 hả? Xong rồi nghỉ đi làm phụ giúp bố mẹ. Giỏi đó. Nhà mình ở dưới Phan Rang có ruộng có đất không? Dạ không ạ. Không hả? Lên đây thấy ruộng đất trên này thấy đất tốt không? Tốt. À, thấy đất tốt hả? Đất trên này tốt hơn Phan Rang hả? Dạ, Phan Rang nắng. À, thích ha. Dạ. Đi làm vậy cháu có ước mơ là coi như là một ngày gần đây trong tương lai là coi như là mình tìm việc khác mình làm không? Có chứ. Dạ. Cháu mơ ước cháu làm là nghề gì? Kiếm nghề gì thôi, kiếm mấy quán gì phục vụ thôi. À, phục vụ quán nắng. Hả? Dạ. À, làm như vậy nắng hả? Ừ. Thế có việc gì mà mình ước mơ thì nó sẽ trở thành thật, điều quan trọng là mình quyết tâm thôi ngang. Cháu ngang. Dạ. Ừ. Chúc cháu sức khỏe. Dạ. À, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ngang. Dạ. Ừ. Làm một thời gian xong rồi phấn đấu ha. Dạ. Kiếm việc mình yêu thích nữa làm. Bạn ngang. Dạ. Chào cháu. Ừ. Giỏi á, ngày nhổ tài rưỡi là giỏi, nhanh tay mà. Chịu khó lắm nghe, nhìn anh nó chịu khó lắm nghe, một mình anh nhỏ mà anh ngồi anh chăm cắm cuối anh làm nó giỏi lắm á. Tốt, mấy đứa như vậy sau này dễ thành công lắm. Đó. Ngồi giờ lạc đây rồi tiếp tục mình nhổ tiếp chứ anh hả? Được chứ. À, tiếp tục nhổ. Sao đẩy bao về? À, đẩy bao về mấy bao? Ngày hôm nay tiêu chuẩn của anh đưa ra là mấy bao đây? Hai bao bao nhiêu? Hai bao hả? Hai bao là hai bao thôi khoảng bao 60 kg, bao là 60 kg, hai bao là 120 kg là đạt rồi hả? Ừ, đủ cho ngày hôm nay rồi, khoảng 500 ngàn là được rồi, theo đám thôi. Ừ, tùy theo đám. Đám dưới này ít củ hơn đám trên chưa? Đám kia củ nhiều hơn chút xíu. Rồi mình cảm ơn anh em nha. Đây cây đậu đang thu hoạch đây nhưng mà đều nó vẫn còn còn xanh này, không? Nó được tưới rồi xong bắt đầu là đám này cũng tốt rồi, đất nền đất là cũng tốt, đất ba gian, đất đỏ ba gian này cũng tốt. Rồi bên cạnh nữa là trời mưa nữa. Ở vậy cho nên giờ này lá đậu vẫn còn xanh lắm mà. Giá bây giờ giá đi hàng ngày hả chị? Ngày hôm nay giá chẳng hạn như 14 ngàn thì trừ 5 ngàn công nhổ còn 9 ngàn thôi. À vậy hả?
À, vậy cái diện tích mình mà mình mua đây là được mà mấy sào vậy chị? Em không có mua, em thuê đất của họ. À vậy hả? Mình thuê rồi mình trồng luôn đó, hả? Đây một số bà con họ đi mót đây. Đầu lặt xong rồi, qua rồi xong bắt đầu bà con mình đi mót lại. Đó, toàn cảnh cái khu vườn à, khu vườn đậu phụng bà con đã thu hoạch đấy. Trời thì sắp mưa rồi, trời mới đang vần vũ kia, mây rất là nặng rồi, mà không biết bao giờ thì mưa tới đây.